Chào mừng các em đến với chương trình Siêu thị Nhớ học đường. Cô tên là Nguyễn Thị Lan. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các em. Hôm nay, cô trò chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu sang bài 31, tính chất ứng dụng của hydro. Nội dung bài học hôm nay gồm có 3 phần. Phần thứ nhất là tính chất vật lý, phần thứ hai là tính chất hóa học và phần thứ ba là ứng dụng của hydro. Trước hết, chúng ta cùng nhớ lại. Ký hiệu hóa học của nguyên tố hydro là H, nguyên tử khối bằng 1. Công thức hóa học của đơn chất khí hydro là H2 và phân tử khối bằng 2. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tính chất vật lý của khí hydro. Các em thân mến, khí hydro là một chất khí không màu, không mùi, không vị, rất ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí đến 0,07 lần và hydro là chất khí nhẹ nhất trong tất cả các khí. Vậy, khí hydro có tính chất hóa học gì? Cô mời các em cùng tìm hiểu sang nội dung thứ hai của bài học, đấy là tính chất hóa học của hydro. Để tìm hiểu nội dung thứ hai này, cô mời các em cùng quan sát hình vẽ thí nghiệm sau. Để điều chế khí hydro, người ta cho kim loại kẽm tác dụng với dung dịch axit chloric. Sau khi thử độ tinh khiết của khí hydro, bảo đảm rằng không lẫn khí oxy, người ta đốt ở đầu ống hút nhọn. Người ta thấy hydro cháy được với ngọn lửa màu xanh nhạt mờ. Khi đưa vào trong bình chứa khí oxy, người ta thấy ngọn lửa hydro vẫn tiếp tục cháy mạnh hơn với ngọn lửa sáng xanh và trên thành bình xuất hiện những giọt nước. Nếu đốt cháy khí hydro ở ngoài không khí và úp ngược phía đầu ngọn lửa một ống thủy tinh, một lúc sau người ta cũng thấy rằng trên thành ống thủy tinh cũng xuất hiện những giọt nước nhỏ. Như vậy, chứng tỏ rằng khí hydro đã tác dụng được với khí oxy để tạo ra nước theo phương trình hóa học sau. Hai phân tử khí hydro tác dụng với một phân tử khí oxy khi có đủ điều kiện về nhiệt độ tạo ra hai phân tử nước. Các em lưu ý, hỗn hợp khí hydro và khí oxy là một hỗn hợp nổ. Hỗn hợp sẽ gây nổ mạnh nhất nếu trộn khí hydro với khí oxy theo tỷ lệ về thể tích đúng như hệ số các chất trong phương trình hóa học trên là 2:1. Đấy lý do tại sao trước khi đốt khí hydro, người ta phải thử độ tinh khiết của khí hydro. Và ngoài tính chất hóa học này, hydro còn có tính chất hóa học nào khác? Cô mời các em cùng quan sát cho cô hình vẽ thí nghiệm sau. Người ta tiến hành thí nghiệm như sau. Dẫn một luồng khí hydro đi qua ống nghiệm chứa bột đồng hai oxit nung nóng ở nhiệt độ khoảng 400 độ C. Sau một lúc, người ta sẽ thấy bột đồng hai oxit từ màu đen dần chuyển sang màu đỏ gạch và có nước tạo thành trong ống nghiệm. Như vậy, chứng tỏ rằng khí hydro đã tác dụng được với đồng hai oxit để tạo thành kim loại đồng và nước theo phương trình hóa học sau. Một phân tử khí hydro tác dụng với một phân tử đồng hai oxit ở điều kiện nhiệt độ thích hợp sẽ tạo ra được một nguyên tử đồng và một phân tử nước. Các em thân mến, bằng nhiều thí nghiệm, người ta chứng minh được khí hydro kết hợp được với nguyên tố oxy trong một số oxit kim loại, ta nói hydro có tính khử. Quy luật của phản ứng khử này như sau. Hydro tác dụng với một số oxit kim loại ở điều kiện nhiệt độ thích hợp tạo thành kim loại và nước. Cô lấy ví dụ như khí hydro khử sắt 3 oxit sẽ tạo thành sắt và nước. Khí hydro khử thủy ngân 2 oxit sẽ tạo thành thủy ngân và nước. Tương tự như thế, khí hydro khử chì 2 oxit sẽ tạo thành chì và nước. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung thứ hai của bài học, đấy là tính chất hóa học của khí hydro. Các em cần nhớ cho cô, hydro có hai tính chất hóa học. Thứ nhất là hydro tác dụng được với oxy để tạo ra nước và thứ hai là hydro khử được oxit kim loại để tạo thành kim loại và nước. Như vậy, từ tính chất vật lý, từ tính chất hóa học của khí hydro chúng ta vừa mới tìm hiểu xong. Các em có thể cho cô biết hydro có những ứng dụng gì? Các em thân mến, dựa vào tính chất vật lý của khí hydro cũng như tính chất hóa học của khí hydro, người ta đã đưa ra những ứng dụng sau. Cô lấy ví dụ như dựa vào tính nhẹ của khí hydro, người ta đã nạp vào khí cầu hay là bóng thám không? Dựa vào tính cháy được khí hydro, người ta sử dụng để làm nhiên liệu hay là làm nhiên liệu cho động cơ tên lửa? Người ta sử dụng tính khử được oxit kim loại, người ta dùng để điều chế kim loại. Ngoài ra, người ta còn sử dụng hydro để làm nguyên liệu sản xuất axit chloric, sản xuất phân đạm, sản xuất amoniac, vân vân. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung bài 31 tính chất ứng dụng của hydro.
Qua bài học này, các em cần nắm cho cô thứ nhất là tính chất vật lý của khí hydro, đặc biệt lưu ý tính nhẹ của hydro. Thứ hai, tính chất hóa học của khí hydro, đặc biệt lưu ý tính khử của hydro. Ngoài ra, các em cần nhớ cho cô các ứng dụng của khí hydro dựa trên tính chất vật lý và tính chất hóa học của nó. Cảm ơn các em đã theo dõi và luôn đồng hành cùng với chương trình. Chúc các em có một tiết học nhẹ nhàng, hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong chương trình Siêu Trí Nhớ Học Đường lần sau.